Hello, xin chào tất cả các bác và toàn thể mọi người. Và clip này em cũng là cái clip cuối cùng trong năm mà em xả về dòng giày thể thao các bác. Nhà em thì chắc cũng chỉ có cố gắng bán thêm khoảng độ 1-2 hôm nữa thôi thì cũng sẽ nghỉ. Bởi vì bây giờ tất cả các hệ thống vận chuyển hàng hóa ở trong nước đang quá tải. Cho nên là cũng không thể tiếp tục nối dài cái đam mê giày để giao lưu cùng mọi người nữa. Em còn nhiều cái công việc khác của gia đình em, cuối năm cũng phải quyết toán nhiều cái công việc để mà còn nghỉ Tết đó. Còn ngoài ra còn việc cơ quan nữa, nói chung là em rất là bận rộn luôn. Nhưng mà vì đam mê giày thôi, tiếp tục lên giày với các bác và để xả những cái đôi giày thể thao cũng như là dòng sneaker cho các bác nhá. Và các bác mua hàng bên em thì chuyển khoản đủ, khi mà em báo giá chuyển khoản đủ sau 30 phút thì nhà em sẽ bao ship cho các bác. Còn các bác sau 30 phút mà không chuyển khoản thì nhà em sẽ nhường đơn cho các bác khác, bởi vì nhiều bác chốt cái kiểu như kiểu là chốt dạo ấy, cố tình nhà em thì không không có rảnh quá, mấy cái mất thời gian cho mấy cái việc đấy lắm các bác. Xong lại nhỡ đơn ấy, các bác khác muốn mua thì lại không mua được. Đó, vì vậy các bác thông cảm nhé. Và cọc 50k thì nhà em không thể bao ship cho các bác được đâu ạ. Đó, mong các bác thông cảm. Và nhà em đã bán ở cái tầm giá như này, các bác biết rồi, nhiều cái đôi là ở tầm giá xả lỗ các bác nhé. Nhiều đôi ở tầm giá xả lỗ chỉ gọi là thu hồi được chút vốn thôi. Còn có những đôi là ở mong muốn là thu hồi được vốn đã là tốt rồi các bác ạ. Vậy nên là mong các bác là đã ở cái tầm giá này, các bác đừng trả thêm bớt nữa, em cũng thấy mệt mỏi lắm. Đó, mong các bác hết sức thông cảm nhé. Và không để các bác chờ lâu, em bắt đầu vào những mã đầu tiên ạ. Em sẽ lướt thôi các bác nhé, bởi vì đây là toàn những cái đôi mà nó không có cái lỗi nặng đâu, nó chỉ gọi là qua sử dụng thì nó có một chút tì vết thì đấy là chuyện hết sức bình thường trên hàng high hand các bác nhé. Và đôi đầu tiên là đầu tiên thì sẽ là đôi Adidas, đôi Adidas đế công nghệ Boost của Adidas. Đó, em lướt thôi các bạn. Adidas đây, phần đế này đó, mã là T969 này, size chân 41 đó, 400k. Rồi đôi tiếp theo, rồi đôi tiếp theo là một đôi sneaker lười dây thun cho nên là sẽ rất là dễ, không mà không phải lo buộc dây. Rồi đôi này size chân rất lớn, chất liệu da thật hoàn toàn các bác nhá, xuất xứ thì từ Hàn Quốc, xuất qua trường Nhật Bản. Đây là phần đế này, rồi da nó sẽ có màu như này các bác. Đôi sneaker size chân rất lớn, mã này T123 này, size chân 44 các bác nhá, 44 đến hơn 44 một chút ạ, gần 44,5 đấy. Mới mang vừa này, đó, 300k cho đôi sneaker size lớn này. Rồi tiếp đến là đôi Nike đế hơi này, một đôi Nike đế hơi. Đây, đây phần đế này, Nike đế hơi các bác nhá. Sản phẩm dây bên em thì các bác an tâm luôn, là hàng chính hãng các bác nhá. Đó, chứ em không nhập cái hàng cũng là hàng hai hen hiệu nhưng mà hàng fake rất nhiều, đó là cái nguồn Quảng Châu và Hồng Kông thì em không có lấy đâu. Em cam kết các bác em chỉ lấy nguồn Nhật, Hàn và từ Thái Lan về Sài Gòn rồi em nhập về Hà Giang thôi các bác nhé. Nhà em ở Hà Giang đó, mã T22 này, size chân 41 này đó, 400k rồi này các bác. Tranh thủ mua, hôm nay là cái buổi cuối cùng nhà em giảm giá về giày thể thao các bác. Và không qua sang năm thì cũng đợi giảm giá, thì cũng phải đợi qua sang năm thì lúc ấy cũng qua mất Tết rồi. Các bác tranh thủ. Đây, một đôi sneaker. Đôi này là đôi của nữ nha các bác nhé. Đôi của chị nữ nào. Chất liệu da thật hoàn toàn và một thương hiệu của người Nhật Bản. Và cũng là cái trong cái nguồn hàng từ Nhật em về. Đó, phần đế này. Một thương hiệu của Nhật Bản. Chất liệu da thật hoàn toàn. Các chị nào size chân từ 38 đến 38,5 mang vừa này. Đó, mã 328 này. Size chân từ 38 đến 38,5 mang vừa này. Đó, 350k.
À, xin lỗi các bác. 300k nhá, 300k. Nike. Rồi đôi này đi bộ và bác nào đôi đi bộ thôi, đánh một chuyền hơi không được đâu. Đi bộ nhá các bác. Đế này. Đó, mã T 105 này, size chân 40,5. Đó, 350k các bạn, 350k. Rồi, một đôi Adidas sò, mõm sò. Đó, Adidas đắt sò nhá, mõm sò. Đôi này khi mà đây, ghép hai chân với nhau thì thành hình trái tim nhá, hay không? Đó, đắt chị sò chưa? Ghép hai chân với nhau thì hình trái tim nhá. Adidas được khâu viền, cực kỳ chắc chắn. Cũng có một vấn đề nữa là với nhiều bác thì cũng hay thắc mắc, bảo là giày thể thao đế trắng nhiều đôi hình như nó bị sơn. Thì em cũng trả lời thật là chính xác là có nhiều đôi họ cũng sơn đấy các bác. Bởi vì như này, bởi vì khi mà người ta gom giày ấy, xong là người ta cũng cũng có nơi người ta tút tát một chút các bác, người ta tút tát một chút, người ta sơn sơn là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà đối với một số chuyên gia, người ta bày về cách phục chế giày các bác, hoặc là làm đẹp cho những đôi sneaker của mình khi mà mình đã qua nhiều năm sử dụng, thì người ta cũng bày cho cái cách là sơn, nhưng mà họ sơn là không phải là cái loại loại sơn dành cho công nghiệp, cho những cái việc cơ khí đâu, không phải họ dùng cái loại sơn đó các bác. Họ dùng những cái loại sơn mà chuyên dụng cho giày ấy, về sơn giày. Bởi vì tất cả các cái hãng người ta đều sơn giày mà các bác, chứ đâu phải là những cái người tút tát người ta mới sơn đâu. Các cái hãng người ta cũng sơn đó. Người ta khi người ta sản xuất ra, người ta sơn ở trên bề mặt da giày này, sơn ở trên cái bề mặt đế giày, đấy là một chuyện rất là bình thường trong ngành giày thôi các bạn. Đó, các bác phải hiểu đấy. Chứ không các bác bảo là tại sao họ lại sơn lại như thế thì không thích. Thực ra sơn là họ dùng cái loại sơn dành riêng cho giày. Đó, chứ không phải sơn cơ khí, không phải sơn hàng rào. Đó. Nói để phân tích để cho các bác hiểu. Vì thực ra là những cái đôi giày em nói cho các bác là ví dụ như là đây, ví dụ như là một đôi giày da thật đây. Nếu như họ mà để cái phần 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 da mộc ấy thì nó không thể nào mà đẹp này được các bác. Đó. Bắt buộc là nhà sản xuất người ta sẽ phải sơn chứ. Đó, đó là tại sao giày người ta sơn. Đó. Ví dụ như phần này người ta cũng có thể sơn này. Phần da này người ta cũng có thể sơn cho nó thành màu này. Đó. Còn phần da này người ta sơn màu khác. Đó. Không thì làm sao mà thành những cái đôi giày được các bác. Cho nên là cái chuyện sơn giày nó là hết sức bình thường. Người ta sử dụng sơn là dành cho riêng cho giày các bác nhá. Đó, mong các bác hiểu. Không nhiều bác là thắc mắc bảo tại sao giày lại đi sơn. Sơn là chuyện hết sức bình thường, ở đặc biệt là những cái hãng giày nổi tiếng xa xỉ đắt tiền, người ta lại càng sơn nhiều cơ. Sơn bằng tay, sơn bằng máy, rồi sơn cả một cái tấm da lớn để cho nó đều, xong là người ta mới cắt ra từng mảnh để đóng thành giày. Đó, em giải thích thế cho các bác mới hiểu nhá. Kể cả túi da cũng thế. Đó. Đây, đôi sneaker mõm sò các bác nhá. Adidas này, mã T92, size chân 40. Đó, 400k. Túi da cũng vậy các bạn, túi da người ta cũng phải sơn chứ. Không sơn thì làm sao mà có được những cái túi có màu sắc khác nhau. Cái thì màu vàng, cái màu đỏ, cái thì màu xanh, cái thì màu navy, màu đen, vân vân và vân vân. Đó. Cho nên là cái chuyện sơn là chuyện hết sức bình thường các bác nhá. Đó. Đôi Nike này. Đây phần đế thôi, đôi này đi bộ. Đi bộ, ok, đi bộ đi chơi. Mã này. T45, đó, size chân 42 này. 400k. Đôi sneaker thương hiệu của Mỹ, xuất qua thị trường Nhật Bản này, chất liệu da thật hoàn toàn. Rồi. Đế cao su đúc đã được khâu viền chắc chắn. Chất liệu da thật hoàn toàn, hiệu Hawking Mỹ, hiệu Hawking của Mỹ các bác nhá. Rồi, phần đế này sneaker
Ngày cuối cùng của năm mà em xả dòng giày thể thao và sneaker sẽ là tổng hợp. Đó, mã này 334 này, size chân 41 đó, 300k các nhá. Có thể ngày mai và ngày mốt thì em sẽ cố gắng xả thêm về giày da cho các bác nữa. Nhưng mà thể thao thì chỉ có hôm nay mới xả thôi, là ngày mai từ trở đi là không có nhắc đến thể thao luôn. Rồi, thể thao. Đó, đôi này qua sử dụng nó là thương hiệu Fila của hiện nay là sở hữu của Mỹ và Hàn Quốc. Đó, qua sử dụng thì người ta có bị chầy đây một chút này. Và đương nhiên là người ta cũng sử dụng cái sơn dành cho dây. Đó. Cái đấy là chuyện hết sức bình thường thôi. Chứ nhiều bác bảo nó mà không sơn thì đương nhiên là cái đế của nó người ta qua sử dụng vài năm thì làm sao mà nó đẹp như thế này. Cho người ta sử dụng sơn là cái sơn dành cho ngành sản xuất giày các bác nhá. Đó, giải thích thế cho các bác hiểu. Fila. Phần đế đây, đôi này thì các bác về đi bộ có thể đánh bóng chuyền được ạ. Đó, đôi này đánh bóng chuyền hơi ok các bác nhá. Đánh bóng chuyền ra cũng được luôn này. Rồi. Mã T57 này. Size chân 42 đó, 400k. À, đôi này. Đôi này nhá, riêng đôi này 350k luôn. Các bác. Rồi, 350k. 350k đôi này. Có thể ở trên clip thì em sẽ nói về giá nó, có nhiều đôi sẽ bị nhầm một chút về độ giảm giá nha các bác. Còn ở trong sổ nhà em ghi các mã thì giá đến mới sẽ là giá chính xác nhất. Có gì cứ liên hệ thì vợ em sẽ trả lời cho bác xem chính xác là cái giá như thế không. Đó, ví dụ như là cái đôi này chẳng hạn nhá, ví dụ như đôi này có thể là em sẽ nói là 330k chẳng hạn. Đó, nhưng mà ở trong sổ của em ghi thì giá mong muốn giảm chỉ còn là 300k, ví dụ thế các bác nhá. Ví dụ nó chỉ còn là 300k thì các bác cũng có thể thắc mắc là xem cái đôi này ở trong sổ đã ghi sát chưa. Đó, nhà em rất là rõ ràng quá nhá. Còn ở đây là em không có theo theo sổ đâu, mà em lên lên clip này thì em cứ quay thôi. Cho nên là ví dụ như đôi này em báo là 330k chẳng hạn, thì các bác khi các bác thích đôi này các bác có thể hỏi lại chỗ vợ em xem là trong sổ ghi là 330 không hay là giảm chỉ còn 300. Đấy, cái đấy là em rất rõ ràng và nhà em cũng không dối trá đâu các bác. Ghi trong sổ nào thì các bác hỏi có thể là sẽ giảm thêm mà có thể là giữ nguyên, đấy là chuyện hết sức bình thường nhá. Đấy, đôi này thì đó, phần này quay giá này. Đi chơi, học sinh, thanh niên đều có thể sử dụng được. Đây phần đế này. Đó, đế có thể dùng. Mòn đây chút nhưng mà đi dùng thì vẫn ok đi. Rồi, đôi này. Nhiều đôi em xả lỗ các bác nhá. Nói thật với các bác là nhiều đôi không nhập những cái dòng giày này nó đắt, không không nhập được cái giá đâu. Nhiều đôi xả lỗ đấy. Rồi, đôi này. Mã T93 này. Size chân 42 này. Đó. 300k nhá, đôi này 300k. 300k cho đôi này này. Nhiều đôi em xả lỗ lắm, mong các bác thông cảm. Không là tưởng là nhà em nhập mà rẻ thế mà lại bán mắc thì không phải đâu. Oan cho nhà em ấy. Rồi tiếp tục cái đôi này nhá, đôi này có một bác đã mua cái đây ít lâu rồi á. Nhưng mà bác ấy đã chuyển khoản đủ 500 rồi. Với cái đôi này đế hơi này, bác đã chuyển khoản đủ 500 nhưng mà bây giờ em không biết bác đó là bác nào. Đó, không gửi địa chỉ, không cho số điện thoại, đâm ra không gửi địa chỉ ấy, thành ra là em không thể nào mà em tìm được cái bác đấy đã chuyển khoản. Cái mã này. Đó. Tức là bác ấy không gửi lại địa chỉ, không gửi lại số điện thoại, chỉ có chuyển khoản không. Đúng rồi các bác. Cho nên là không thể tìm. Trường hợp của cái bác này này. Bác này là không gửi địa chỉ và cũng không gửi số điện thoại, thành thử là không thể nào check được bác ấy là bác nào. Mà đã chuyển khoản cho nhà em 500k em không tìm được, em không thể ship được. Không biết số điện thoại thì không thể gọi được để mà tìm đúng chủ nhân các bác. Thì bác đấy mà có xem clip này thì báo giúp cho em với nhá. Mã của bác chốt là T93
T20 này, size chân 41, đó, 500k bác đã chuyển khoản đủ nhưng mà em không ngờ em không thể tìm chủ nhân để ship đi cho bác được. Áy náy quá. Đó. Rồi tiếp tục lên Nike các bác này, lên Nike. Đó. Đây hình ngoại hình của nó đây. Ngoại hình đây. Đế đây. Rồi, mã T96 này. Size chân trên 42 một chút nhá. Đó. 350k cho này, 350k qua nhá, 350k. Nike tiếp này, đế hơi này. Thiết kế rất đẹp. Đây. Đế kép này. Bên này lỗi là thiếu một điểm xỏ dây thôi. Đó, còn nhìn bình thường thì đôi giày cũng không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ các bác nhá. Thiếu một điểm xỏ dây thôi, các bác có thể kiếm một mảnh tương tự như này để xử lý. Thì đôi giày lại đẹp thôi, có cái gì đâu. Mà cứ đi này không cần phải chỉnh sửa thêm thì cũng không ai người ta để ý. Đó, không ai để ý, đôi giày còn rất mới luôn. Mã T89 này. Size chân 42,5 này. Đó, 400k, 400k đôi này. Tiếp tục này. Sneaker da của hãng. Đây. Hãng Black Label. Hãng Black Label các bác nhá. Đế cao su đúc. Xuất qua trường Nhật Bản, đế cao su đúc này. Được khâu viền. Đây là phần đế. Đó. Và cái phần vệt đen này nó là logo nhá mọi người, nó là logo. Rồi. Da của hãng. Xuất qua thị trường Nhật Bản, mã T117 này, size chân 42. Đó, 300k rồi, 300k. Nike Air White. Ngoại hình đây. Đế này. Mã T103 này, size chân 40. Đó, 400k. Stan Smith Adidas này. Stan Smith Adidas. Một dòng giày không thể thiếu trong bộ sưu tập sneaker của những anh em trẻ biết chơi hàng hiệu. Stan Smith. Mã T19 này. Size chân 41. Đó, 400k. Xả. Rồi sneaker Encanto Hàn Quốc, chất liệu da thật hoàn toàn. Đế đã được khâu viền cực kỳ chắc chắn. Chất liệu da thật hoàn toàn. Mã 347 này, size chân 41 này, 300k, 300k tuyệt vời. 300k. Nike. Đế đây. Đó, phần đế nha mọi người. Mã T74 này. Size chân trên 42 một chút nha mọi người. Đó, trên 42 một chút ạ. Trên 42,5. 400k. Sneaker hiệu Supen Hàn Quốc. Da. Đương nhiên rồi, đôi này dành cho nam. Chất liệu da thật hoàn toàn. Đó, đây phần đế này. Đó, mã là 351 này. Size chân 42,5. 300k, 300k đôi này. Kể cả là sản phẩm túi da các bạn. Túi da nhà em thì đều hoàn toàn là hàng high-end chính hãng các bác nhá. Nhà em chỉ bán hàng high-end chính hãng. Thì nguồn cũng từ nguồn Nhật về các bác.
Còn như trường hợp ở các cái shop mà người ta bán các cái thương hiệu túi Gucci, LV vân vân ấy. Đó, toàn những thương hiệu nổi tiếng mà nhìn độ mới còn cao cao thì cam đoan các bác luôn là đấy là không cẩn thận thì các bác sẽ mua phải hàng Quảng Châu là cái chắc chắn nhá. Bởi vì nhà em thì hàng túi high end đã qua sử dụng hàng hiệu chính hãng thì nó ít ra nó không nhiều mà nó không sẵn. Đó. Cho nên là nhà em bán là các bác mua thì an tâm là chỉ có chính hãng. Còn các bác không tin, các bác cứ đi mua các cái shop mà túi Gucci này nọ có khi chỉ vài trăm ngàn thôi. Chất liệu cũng ra thật hoàn toàn đấy các bạn, nhưng mà nó là hàng nhái. Rồi các bác cứ bỏ ra một số tiền đi, xong rồi các bác trải nghiệm rồi các bác mới hiểu. Rồi sau này hiểu rồi thì quay lại mua của em cũng chưa muộn. Đó, còn nhà em bán thì chỉ đồ high-end chính hãng. Toàn đồ high-end hết. Adidas này. Thiết kế phía sau à? Đẹp không? Rồi. Đương nhiên rồi, chỉ có hàng high-end thôi. Không có bán hàng high-end Quảng Châu và cũng không nhập mới về hàng nhái về để bán lừa cho mọi người nhá. Đó là quan điểm của nhà em, dứt khoát. Mã T14 này, size chân 42, 400k, 400k. Con đưa cái hai triệu đi. Nhanh khẩn trương. Rồi tiếp tục là sneaker này. Đế cao su đã được khâu viền. Đã được khâu viền quý chắc chắn nha. Đây là phần đế. Đến từ thương hiệu Ted Baker, Ted Baker London. Rồi. Phần mũ giày thì nó sẽ sử dụng chất vải này. Chất vải màu xanh nha mọi người. Màu xanh tràm. Đó. Phần này thì người ta sẽ sử dụng chất liệu da xuất qua thị trường Nhật Bản. Đó, táp ở đây. Mã H130 này, size chân 42. Đó, 300k được rồi, 300k. Rồi tiếp tục này. Bỏ đây. Những cái đôi đấy nhanh tay bỏ. Không phải. Những cái đôi mới đưa cho bố ấy. Bỏ đây để cho bố cầm. Đúng rơi đi. Rồi tiếp tục lên này này. Đây phần đế, một đôi rất là chất cho các bạn trẻ và học sinh đi học. Đó, mã T46 này, size chân 42, 400k. Rồi, sneaker. Chất liệu da và vải bố này, chất liệu da và vải bố. Đó, thiết kế đây. Đấy thương hiệu gì đây? Thương hiệu Boy London, sản xuất tại Hàn Quốc, xuất qua thị trường Nhật Bản. Chất liệu da hãng nha mọi người, da hãng và chất liệu vải bố sneaker đế cao su đúc, độ mới còn rất cao, hàng xài lướt. Đó, mã là S299 này, size chân 41. Đó, 300k. Nike đế hơi. Rồi, đi bộ đánh bóng chuyền hơi đều được nhá. Đi bộ và đánh bóng chuyền hơi đều được. Buổi cuối cùng xả giày thể thao trong năm. Rồi, phần này da lộn nhá. Da lộn. Vải canvas thoáng khí. Mã T106 này, size chân 41. Đó. 350k, 350k cho này. Rất nhiều đôi ở tầm giá xả lỗ thu hồi vốn. Nên là không thể giảm thêm nữa đâu. Giá em đã công bố là giá mong muốn rồi, không thể giảm hơn được nữa các bạn. Em không thể nào mà để mình rơi xuống vực sâu quá được. Rơi thấp thấp thì còn bám vào cành cây lên được, rơi sâu quá là đai rồi. Đó. Adidas. Phần này da lộn này.
Đế này. Mã T115 này. Sai chân trên 43 một chút ạ. Trên 43,5 nhá. 350k. Vài trăm bạc rẻ bèo, tiền thì mất giá. Vài trăm chả làm gì. Rẻ bèo mua đôi giày, ít nhất lên chân đi cũng chất. Chất hơn cái ông đi giày tàu hàng chợ. Thương hiệu về toàn nhái lung tung. Chất liệu chả đâu vào đâu cả. Đó. Đôi này. Chất liệu vải của nó là vải sợi. Qua sử dụng thì nó sờ một chút đây. Không sao cả, không ảnh hưởng gì khi các bác lên chân. Đi chơi, đi bộ. Kể cả đánh bao nhiêu hơi cũng được đôi này nhá. Rồi ok. Đó, không ảnh hưởng gì cả. Đó, mặc dù sờ một chút thôi. Mã T73 này. Đó, sai chân 42 một chút, trên 42 một chút các bác nhá. 300k. 300k nha các bác. Đó, vì chưa mình bỏ ra trên 3 triệu mới mua được một đôi giày các bác. Đây nó chỉ lỗi nhẹ sờ một chút thôi, không ảnh hưởng gì cả. Có vài trăm ngàn. Mua đi chơi. Rồi, tiếp tục Nike. Đế này. Mã T102 này, size 43. Đó, 400k. 400k này. Nike. Đế này. Mã T100 này, size chân 43. 350k. Rồi tiếp tục là của thương hiệu Nike nữa. Đây là thương hiệu Jordan của Nike cho các bạn trẻ và học sinh đi học. Đó, đầu dây này kim loại, bọc kim loại nhé. Chất liệu là rồi da của hãng này. Đó, thiết kế ở phía trong của nó sẽ là hoa văn, trông rất là hay, bắt nhé. Rất nổi bật khi mà lên chân các bạn trẻ đi chơi. Chơi bóng rổ, bóng chuyền hơi đều được. Loại giày này thiết kế thì ở Việt Nam thì có thể chơi nhiều kiểu, bóng rổ, bóng chuyền hơi. Đó, rồi là đi chơi cũng được. Mã T133 này. Size chân 41 đó. 400k, 400k rồi. Giảm chỉ còn chữ đó. Fila. Một đôi Fila. Phần đế này. Với vài trăm ngàn thì đương nhiên là các bác không thể nào mà đòi hỏi cao độ mới nó đến 95% trở lên là nó rất khó các bác nhé. Vẫn có thể thỉnh thoảng vẫn có những đôi như thế các bác. Đó. Nhưng các bác không thể nào nghĩ là mấy trăm ngàn của mình nó là to lắm rồi. Nên là mình đòi hỏi nó phải hơn thế nữa rồi thì cái đấy thì khó lắm. Thế thì các bác đi mua hàng chợ đi. Vì chơi hàng hay hay là nó thế đấy các bác. Mã T113 này, size chân 41 đó, 350k. Gặp cảm thấy ưng, hợp nhãn, nó hốt liền, thế thôi. Không cần gì phải lăn tăn mấy trăm bạc nó làm được cái gì đâu. Rồi, tiếp tục làm đôi, có thiết kế cực đẹp. Đôi đi chơi thì rất đẹp luôn các bác, thực chất đặc biệt. Đây, màu của nó. Đó, phối màu. Mã T117 này, size chân 43. Đó, 400k. Adidas này, size chân từ 41 đến 41,5 à. Mấy trăm ngàn mua được giày chính hãng. Không phải suy nghĩ đâu các bạn. Mình cảm thấy mấy trăm ngàn bây giờ nó không là cái gì đâu. Mà mình mua đôi giày chính hãng mà đi tội gì. Đó, phần đế nha các bác nha. Mã này T161,
Size chân 41 đến 41,5 này. 400k. Rồi tiếp tục làm đôi sneaker dành cho nam. Đây chất liệu da thật hoàn toàn các bác nhá. Phần này có quai dán này. Đó. Phần này các bác có quai dán nhá. Đế cao su đúc được khâu viền. Cực kỳ chắc chắn này. Đây là phần đế đã qua sử dụng, nó sẽ như này đây. Mã S296 á, size chân 40,5, hơn 40,5 một chút các bác nhá. Đó. 300k rồi này. Quá rẻ. À, đôi vừa rồi là của thương hiệu Hàn Quốc các bác nhá. Đôi vừa rồi của thương hiệu Hàn Quốc ạ. Rồi tiếp đến lại là một đôi sneaker của thương hiệu Hàn Quốc nữa này. Có khóa kéo ở bên này nhá, có khóa kéo. Đó, phần này. Chất liệu da thật hoàn toàn ạ. Phần này sẽ là da lộn. Da lộn này. Da lộn có vẻ như phủ nhung các bác. Đó. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Trông rất là sang. Rồi, đế sẽ là đế kép này. Đế kép nhá. Mã này, S268 ấy, size chân trên 42,5 một chút nhá. Đó. 300k làm được cái gì đâu, chuyển khoản đủ nha em, bao ship. Rồi lên Nike cho các bác này. Nike siêu nhẹ, đế và chất liệu siêu nhẹ luôn. Các bác ở vùng cao mà đi đôi này thì cực kỳ ấm chân nhá, đặc biệt là đang vào mùa giá rét như này, siêu ấm siêu nhẹ. Đây phần đế đây, đi chơi và bóng chuyền hơi. Mã T108 này, size chân 43. Đó, 400k mà đôi hiệu Nike. Rồi thêm một đôi hiệu Nike nữa này. Giá của đôi này bây giờ giảm chỉ còn có 350k cho đôi này các bác nhá. 350k cho đôi sneaker Nike. Chất liệu da thật hoàn toàn. Quá xịn sò. Hiệu lớn lại còn xịn sò. Tiếc gì 300k, mua mà đi chơi. Đó, mã T109 này. Size chân 42,5 trên 42,5 một chút ạ. Đó, ok nhá. 350k rồi. Nike. Đây phần đế này. Đó, mã T66 này, size chân 43. Đó, 400k. Adidas. Đế T151 này, size chân 42. 400k. Sneaker đế cao su đúc đã được khâu viền cực kỳ chắc chắn, chất liệu mũ giày da thật hoàn toàn. Thương hiệu của Hàn Quốc xuất qua thị trường Nhật Bản. Đây sẽ là phần đế. Đó. Mã 327 này, size chân 40,5. Đó. 300k. Nike. Nike 270. Thiết kế rất đặc biệt. Không phải, đây là Nike 2, không phải 270 mà là 2200 nhá. Nike 200. Rồi mã của nó. Nike 200. Đế hơi. Đây sẽ là phần đế gầm giày. Mã T65 này, size chân 42. Đó, 400k. Các bác chân cứ 41 là đi vừa rồi. Giày thừa rét thiếu đi dư một chút các bạn. Rồi tiếp tục. Một đôi này
Với thiết kế gầm giấy này thì nam nam cũng đi được các bạn. Đó, nam đều đi được nhé. Chất liệu da thật hoàn toàn. Và đây sẽ là phần đế của nó đây. Nam đi được các bác nhá. Đó, chất liệu da thật hoàn toàn. Nhắc lại một lần nữa, da rất tuyệt luôn. Da cừu. Mã S141 này, size chân 39,5 đến 40 mang vừa này. Đó. 300k. Đây, sneaker. Đế cực kỳ nhẹ. Đó. Khâu viền cực kỳ chắc chắn. Chất liệu thì là da thật hoàn toàn. Xuất qua thị trường Nhật Bản. Đây sẽ là phần gầm giày của nó. Mã S9 size chân 40. Đó. Đôi này không giảm được các bác nhá. Đôi này không giảm đâu ạ. 300k các bác. Không giảm nữa rồi. Đôi này đánh xi được ạ. Các bác đánh xi hoặc là thay dây màu đen lên cho nó nhé. Rồi, đôi này em không thể giảm đâu. Đôi này cũng là hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc, xuất phát từ Nhật Bản này. Nhìn cái logo nó đã thấy nổi bật rồi các bạn. Đó, những cái đôi hàng hiệu nó sẽ giống, thiết kế nó sẽ giống như một vài mẫu giày của Adidas hoặc của Nike các bác nhá. Riêng ở cái dòng sneaker giày nó thế đấy, để tên hiệu nó đây. Đôi này em không giảm đâu các bạn. Em vẫn giữ nguyên giá đấy. Đấy, các bác thấy không? Những đôi sneaker đắt tiền luôn luôn cái bộ đế của nó khác bọt hoàn toàn. Đế cao su đúc và được khâu viền cực kỳ chắc chắn nhá. Rồi, mã 353 này, size chân 43, 42,5, 43, 42 đến 43 là mong vừa. Đó, 300k em không thể giảm giá dư này, mong các bác thông cảm nhá. Và clip của em cũng đã kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở clip xả giày da nam, có thể là vào từ ngày mai của em, cũng chỉ bán thêm 1-2 hôm nữa em sẽ nghỉ, em còn nhiều việc gia đình. Chào các bác nhé.